PenguinAudiobook.com. Ek, subah bakhair. Buổi sáng tốt lành. Shubh divas. Ngày tốt. Namaskar. Chào buổi chiều. Shubh ratri. Chúc ngủ ngon. Kripya. Xin vui lòng. Aapka swagat hai. Không có gì. Ha. Đúng. Nahi. Không. Acha. Tốt. Kharab. Tồi tệ. Aapse milkar acha laga. Hân hạnh được biết bạn. Aap kahan se hain? Bạn đến từ đâu? Aap kya karte hain? Công việc của bạn là gì? Aapka phone number kya hai? Số điện thoại của bạn là gì? Bahut bahut dhanyavad. Cảm ơn rất nhiều. Main maafi chahta hoon. Tôi xin lỗi. Vah bahut acha lagta hai. Nghe có vẻ tuyệt vời. Mujhe samajh nahi aata. Tôi không hiểu. PenguinAudiobook.com. Do, iski qeemat kya hogi? Cái này giá bao nhiêu? Main tumhari madad kaise kar sakta hoon? Làm thế nào để tôi giúp bạn? Kripya mujhe phone karein. Vui lòng gọi cho tôi. Koi dikkat nahi hai. Không vấn đề gì. Janmdin mubarak. Chúc mừng sinh nhật. Savdhan rahe. Hãy cẩn thận. Chinta mat karo. Đừng lo lắng. Madad. Cứu giúp. Aap kaise hain? Bạn khỏe không? Main aapko nahi sun sakta. Tôi không thể nghe thấy bạn. Mujhe ye pasand nahi hai. Tôi không thích nó. Agar aapko meri madad chahiye to kripya mujhe bataen. Nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, xin vui lòng cho tôi biết. Mujhe tumse pyar hai. Tôi yêu em. Main khush hoon. Tôi đang hạnh phúc. Main bahut vyast hoon. Mere paas abhi samay nahi hai. Tôi rất bận. Tôi không có thời gian bây giờ. Mujhe lagta hai ki ye bahut acha hai. Tôi nghĩ nó rất tốt. Bas ek pal. Chờ một chút. Beshak. Tất nhiên. PenguinAudiobook.com. Teen, yeh bahut mahatvapurn hai. Cái này rất quan trọng. Mujhe chahiye. Tôi muốn. Mujhe nahi chahiye. Tôi không muốn. Kahan pe? Ở đâu? Kahan hai? Ở đâu? Shauchale kahan hai? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Kitna? Bao nhiêu? Iski qeemat kitni hoti hai? Ya, iski lagat kitni hai? Chi phí bao nhiêu? Hoặc chi phí bao nhiêu? Ghari, baje? Đồng hồ, a clock. Kitne baje? Mấy giờ? Kitne baje? Vào thời gian nào? Aapke paas? Bạn có? Kya aapke paas hai? Aapke paas? Bạn có không? Bạn có. Main samajhta hoon. Tôi hiểu. Mujhe samajh nahi aa raha hai. Tôi không hiểu. Kya tum samajh rahe ho? Bạn hiểu không? Ye hai. Nó là. Kya yeh? Là nó. PenguinAudiobook.com.
Trạm railway station ke liye, kripya. Đến ga xe lửa, làm ơn. Hawaii adde ke liye, kripya. Đến sân bay, làm ơn. Main chahunga. Tôi muốn. Mujhe taxi chahiye. Tôi muốn một chiếc taxi. Mera naam Anders hai. Aapka naam kya hai? Tên tôi là Anders. Bạn tên là gì? Mera naam Maria hai. Tôi tên là Maria. Aapka surname? Họ của bạn. Aapka kaam kya hai? Bạn làm nghề gì? Main ek photographer hoon. Tôi là thợ chụp ảnh. Aap kya adhyayan karte hain? Bạn học gì? Main angrezi pad raha hoon. Tôi đang học tiếng Anh. Aap kahan rehte hain? Bạn sống ở đâu? Aapka naam kya hai? Bạn tên là gì? Mera naam Anna Peterson hai. Tên tôi là Anna Peterson. Aap kahan se hain? Bạn đến từ đâu? Main Uppsala se aata hoon lekin main Stockholm mein rehta hoon. Tôi đến từ Uppsala nhưng tôi sống ở Stockholm. Tumhara pesha kya hai? Nghề nghiệp của bạn là gì? Main ek bus chalak hoon. Tôi là tài xế xe buýt. PenguinAudiobook.com. Panch. Dhanyavad aur alvida. Cảm ơn và tạm biệt. Alvida. Tạm biệt. Mausam kaisa hai? Thời tiết ra sao? Aap kya khana pasand karenge? Bạn muốn ăn gì? Bahut bahut dhanyavad. Cảm ơn rất nhiều. Dhanyavad. Cảm ơn. Hotel Bellman, suprabhat. Hotel Bellman, chào buổi sáng. Subah bakhair, kya aapke paas khali kamra hai? Buổi sáng tốt lành. Bạn có một phòng trống. Ek vyakti ke liye. Đối với một người. Ha, ek vyakti ke liye. Có, cho một người. Aaj ke liye? Cho hôm nay. Nahi, kal ke liye. Không, cho ngày mai. Ek raat ke liye? Cho một đêm. Nahi, 6 raaton ke liye. Không, trong 6 đêm. Ha, hamare paas ek khali kamra hai. Có, chúng tôi có một phòng trống. Oh, yeh mahan hai. Yeh kitne ka hai? Oh, điều đó thật tuyệt. Cái này giá bao nhiêu? Prati raat 100 euro. 100 euro mỗi đêm. Aap kya khana pasand karenge? Bạn muốn ăn gì? PenguinAudiobook.com. Kripya ek bada lekar aur pani bhojan ke baad. Làm ơn cho một ly lớn và nước sau bữa ăn. Kya main bhuktan kar sakta hoon? Tôi có thể trả tiền không? Nishchit roop se yahi karan hai ki 18 euro ho jayega. Chắc chắn. Đó sẽ là 18 euro. Dhanyavad. Train deri ho rahi hai. Durbhagya se. Cảm ơn. Thật không may, chuyến tàu bị hoãn. Ha, Madrid mein ek football match hai. Có một trận đấu bóng đá tại Madrid. Ha, main bhi wahan ja raha hoon. Train kab aayegi? Vâng, tôi cũng sẽ đến đó. Khi nào thì tàu đến? Aadhe ghante mein. Match kab shuru hota hai? Trong nửa giờ. Khi nào trận đấu bắt đầu? Mujhe yatra ke liye ticket chahiye. Tôi muốn một vé để đi du lịch.
करने के लिए एक टिकट, một vé đến Madrid के लिए ट्रेन, chuyến tàu đến Madrid, Madrid से ट्रेन, chuyến tàu từ Madrid, Madrid से Paris के लिए ट्रेन, chuyến tàu từ Madrid đến Paris. Pratham, đầu tiên, Pratham Shreni, lớp học đầu tiên, Dvitiya Shreni, lớp thứ hai, एक तरफ से टिकट, vé một chiều, वापसी का टिकट, vé khứ hồi, धूम्रपान नहीं, धूम्रपान करने वाला नहीं, không hút thuốc, không hút thuốc. penguinaudiobook.com सात म्यूनिख के लिए बस कहाँ है? Xe buýt đến München ở đâu? कौन सी संख्या? Con số nào? कौन सी सीट? Ghế nào? सीट नंबर पांच. Ghế số năm. सीट आरक्षण टिकट. Vé giữ chỗ. समय सारणी कार्यक्रम. Thời gian biểu lịch trình. पहली ट्रेन, chuyến tàu đầu tiên. दूसरी ट्रेन, chuyến tàu thứ hai. अगली ट्रेन, chuyến tàu tiếp theo. आखिरी ट्रेन, chuyến tàu cuối. Đất, tiền. Bank, ngân hàng. जहाँ bank है, ngân hàng ở đâu? Mudra Vinimay Karyalaya, văn phòng trao đổi tiền tệ. मैं कुछ पैसे बदलना चाहूंगा. Tôi muốn đổi một số tiền. खरीदने के लिए. Mua. मैं यूरो खरीदना चाहूंगा. Tôi muốn mua euro. विनिमय दर. Tỷ giá hối đoái. penguinaudiobook.com आठ मुझे एक बाथरूम वाला कमरा चाहिए. Tôi muốn một phòng có phòng tắm. इसकी कीमत कितनी होती है? Chi phí bao nhiêu? बहुत महंगा. Rất đắt. यह बहुत महंगा है. Nó quá đắt. क्या आपके पास सस्ता कमरा है? Bạn có một phòng rẻ hơn. क्या आपके पास चाबी है? Bạn có chìa khóa không? Ye kaam karta hai. Nó hoạt động. Ye kaam nahi karta. Nó không hoạt động. Shower toot gaya hai. Vòi hoa sen bị hỏng. Main ek arakshan karna chahunga. Main ek kamra arakshit karna chahunga. Tôi muốn đặt chỗ trước. Tôi muốn đặt trước một phòng. Dai ur. Rẽ phải. बायर qua bên trái. दाई तरफ मुड़ो या आप दाई ओर जाएं. Rẽ phải hoặc chuyển bạn sang bên phải. बाई ओर मुड़ें. Quẹo trái. ठीक सीधे. Thẳng tiến. कोना góc. कोने के आसपास. Quanh góc. Sắc con đường. penguinaudiobook.com नौ गली की दूसरी तरफ. Bên kia đường. गली का अंत. Cuối phố. जहां तक बैंक के लिए. Đến tận ngân hàng. कोने तक. Xa đến góc. Gali ke ant tak. Đến cuối phố. Kitne vyaktiyon ke liye. Cho bao nhiêu người.
मुझे दो के लिए एक टेबल चाहिए। Tôi muốn một bàn cho hai người. मुझे ये टेबल चाहिए। Tôi muốn cái bàn này. मुझे वो वहां पर चाहिए। Tôi muốn cái đó ở đằng kia. एक और टेबल। Bàn khác. क्या आपके पास एक और टेबल है? Bạn có bàn khác không? खिड़की। Cửa sổ. खिड़की के पास या खिड़की के पास। Gần cửa sổ hoặc gần cửa sổ. मेन्यू दीजिए कृपया। Thực đơn xin vui lòng. कृपया बिल दें। Hóa đơn xin vui lòng. शामिल। Bao gồm. सेवा शामिल है। Có bao gồm dịch vụ không? मैं भुगतान करना चाहूंगा कृपया। Tôi muốn trả tiền, làm ơn. PenguinAudiobook.com इसकी कीमत क्या होगी? Cái này giá bao nhiêu? मुझे कुछ सस्ता चाहिए। Tôi muốn một cái gì đó rẻ hơn. मुझे कुछ ऐसा चाहिए। Tôi muốn một cái gì đó như thế này. मैं खोज रहा हूँ। Tôi đang tìm kiếm. नहीं ऐसे नहीं। Không thích điều này. बहुत धन्यवाद। Cảm ơn nhiều. आपका स्वागत है। Không có gì. इस साल. Năm nay. अगले वर्ष. Năm sau. पिछले साल. Năm ngoái. दो दिन में. Trong hai ngày. दो दिनों के अंदर. Trong vòng hai ngày. दो दिन पहले. Hai ngày trước. दो बार. Hai lần. तीन बार. Ba lần. एक और बार. Một lần nữa. फिर. Như trước. समय पर. Kịp thời.